Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Chúng ta đang học ở cái phần sách bài tập của bộ Chân Trời Sáng Tạo đúng không nào? Trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em bài số 7, đó chính là dấu hiệu chia hết cho 2, chia hết cho 5 và chia hết cho cả 2 và 5 luôn đó nè. Như bài chia hết cho 2 ấy, thì chữ số tận cùng, nhớ cứ 2 với 5 ấy, là chữ số tận cùng thôi. Đó chính là chữ, nếu mà chia hết cho 2 thì đó là các chữ số gì? Chữ số chẵn, đó chính là 0, 2, 4, 6, 8. Còn nếu mà chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của nó phải là gì? 0 hoặc là 5. Còn chia cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng của nó phải là chữ số 0. Nhớ không thầy như vậy. Ba cái điều đó là chúng ta phải nhớ, là chúng ta chỉ nắm biết được cái dấu hiệu thôi. Còn đối với ở cái bài số 8 này, chúng ta học về dấu hiệu chia cho 3 và cho 9 thì các em nhớ đó chính là tổng. Tổng các chữ số là được. Nha. Tổng các chữ số. Thầy lấy ví dụ thầy có một chữ số A B C D. Tổng các chữ số nghĩa là chúng ta sẽ lấy A cộng B cộng C cộng D. Nếu như tổng các chữ số này chia hết cho 3 thì chúng ta sẽ suy ra cái số A, B, C, D này nó sẽ chia hết cho 3. Được nào? Và cho 9 cũng vậy. Ok. Nghĩa là những cái số mà có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chỉ có những số đó chia hết cho 3. Cho 9 chúng ta cũng sẽ lập luận tương tự. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ này, thầy cho một số ngẫu nhiên thôi. Ví dụ 1, 3, 6, 2 đi. Xét xem thử số này chia cho 3 hay không, chia cho 9 hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng các chữ số ha. Chúng lấy 1 cộng 3 cộng 6 cộng 2. Được nào? Thì 1 cộng 3 là bằng 4, 4 cộng 6 bằng 10, cộng 2 đây sẽ là bằng 12. Mà số 12 này thì các em thấy nó sẽ chia cho 3. Thì từ đây chúng ta suy ra số 1, 3, 6, 2 này là chắc chắn nó sẽ chia cho 3. Nó chia cho 9 không các em? Số 12 này không chia hết cho 9. Không chia hết cho 9 thì chứng tỏ suy ra cái số này 1, 3, 6, 2 này sẽ không chia hết cho 9. Vậy thôi. Cái nội dung của bài số 8 này là chỉ như thế thôi. Hiểu chưa nào? Hay là thầy lấy một ví dụ đây. Bây giờ xét thử xem thử cái số này là chia hết cho 9 hay không. Ví dụ 3, 9, 3, 9, 3 đây. Ví dụ cho cái số nó đẹp đẹp xíu như này. Bây giờ xét tổng điểm số là lấy 3 cộng 9 cộng 9 cộng 3. 3 bằng 9, 12. 9 cộng 3 đây 12, 12 cộng 12 thì bằng 24. 24 thì không chia hết cho 9. Chứng tỏ chúng ta suy ra cái số 3993 này sẽ không chia hết cho 9. Bây giờ thầy sẽ nhẩm tính toán trong đầu trước để mà cho ra một số chia cho 9 đó. Thầy lấy ví dụ 1305. 1305 đi. Xem thử nó chia hết cho 9 hay không. Thì ở đây em lấy 1 cộng 3 cộng, tại vì cái số này đã có sự tính toán trong đầu của thầy rồi. 1 cộng 3 bằng 4, cộng với 5 đây bằng 9, thì 9 này sẽ chia cho 9, thì chứng tỏ cái số này sẽ chia cho 9. Không tin, không tin thì bấm xem thử trong máy tính là nhanh cho em thấy 1035 chia cho 9. Thấy chưa? Ok, còn hồi nãy cái số 3993 chia cho 9 nó sẽ không hết, nó ra dưới dạng số thập phân này, chúng ta bấm chữ SD này. Đó. Thấy chưa? Nó ra được là 443 chu kỳ 6 em. Cái chỗ chu kỳ thì chúng ta chưa nên quan tâm, tại vì chúng ta chưa được học tới, được chưa nào? Thầy chỉ nói như vậy thôi. Nói về toán học thì nói phải chính xác em, không lâm cơm được. Lâm cơm là phá sản. Nhưng mà đôi lúc thầy dạy, nhiều lúc nó miệng thì nói một đằng mà tay viết một nẻo thì có đấy em. Thực sự là thầy cố gắng hạn chế tới mức tối đa cái việc sai sót trên bài dạy của mình. Nhưng mà lỡ không may mà nó bị sai một chỗ nào đó, một chút nào đó, thì mong các em và quý phụ huynh thông cảm nha. Ok, thì các em cứ comment rồi thầy sẽ xem xét video và thầy sẽ ghim một cái bình luận để mà chỉnh sửa cái video đó, được chưa nào? Về phần kiến thức cần nhớ thì chúng ta sẽ học thuộc cùng thầy phần này. Về phần bài tập mẫu rất là dễ luôn. Bài 1 trong những số từ đây tới đây này, số này chia cho 3, số này chia cho 9, thì cái này chúng ta phải xét cái tổng chữ số của nó nha. Đây. Người ta đã có sự tính toán và người ta đã giải với em. Ví dụ như số 2022 thì tổng cái chữ số của nó nè, 2022, 2 cộng 0 cộng 2 cộng 2 thì cái này bằng 6 thì chắc chắn sẽ chia cho 3, nên cái số này người ta sẽ biết nó chia cho 3. Đấy, cái cách trình bày của chúng ta là như vậy. Được chưa? Đây là chia hết cho mấy? Chia cho 9 này. Đây là tổng của nó bằng 2 cộng 0 cộng 2 cộng 5 là bằng 9 này. Đây chia hết cho 3 mà không chia cho 9 này, ra được số 6 này.
Đây là số 6 này, và đây là số mấy? Số 12 này, tổng các chữ số của nó đấy. Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu sao để cái sao này thỏa mãn chia cho 3. Nhớ chia cho 3 thì chúng ta trình bày như thế này, ta hình dung như thế này. Gặp trường hợp như thế này phải không? Thì chúng ta có là 2 cộng 0 cộng 2 cộng 1 cộng sao, ta phải làm như này. Được không nào? Nó chia hết cho mấy? Chia cho 3. Đúng không nào? Thì ở đây chúng ta có là 2 cộng 2 cộng đây là 5 cộng sao chia cho 3. Thì cái sao này chúng ta xem thử là nó từ 0 cho tới từ 9 thì chúng ta thế xem thử là sao nó bằng những số nào. Số 0 được không? 5 cộng 0 thì bằng 5, 0 chia cho 3 1 được, 2 không được, 3 không được, 3 cộng 5 bằng 8 không được, 4 được. Chứng tỏ ở đây nó cách nhau bao nhiêu đơn vị? 1 cho tới 4 là 3 đơn vị. Cách nhau 3 đơn vị nữa, chắc chắn ở đây chúng ta sẽ dự đoán được nó chính là số mấy? Số 7 này. 3 đơn vị nữa, số 10 thì chúng ta không lấy. Như vậy chứng tỏ nó có 3 số. Đúng không nào? Chia cho 9. Như vậy ở đây chúng ta có 5 cộng sao, ở đây chia hết cho 9. Chia cho 9 thì cái sao này cũng ta thế từ 0 cho tới mấy? Từ 0 tới 9. Như vậy 0 không được rồi, 1, 2, 3, 4. 4 được này. Đó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chứng tỏ chỉ có một số, số 4 duy nhất thôi. Đây, thấy chưa nào? Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì sao này chúng ta chỉ lấy có số 1 và số 7 này thôi. Được không? Được lại số 7. Hiểu chưa? Đó. Chứ nếu em lấy số 4, nếu lấy số 4 luôn thì 5 cộng 4 bằng 9 thì nó đã chia cho 9 thì nó không phù hợp với cái đề. Thầy giải thích như vậy để chúng ta có thể hiểu tại sao người ta lại chọn những số này. Đây, bài số 3. Đây người ta đã giải chi tiết rồi. Đây. Rồi, 3, 4 người ta đã giải rồi. Bây giờ nhiệm vụ của thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở phần bài tập 1 và 2 trong clip hôm nay. Còn ở cái bài 3, bài 4 thì thầy sẽ quay ở trong clip, ở trong khóa học nha. Nói chung thì một khóa học, một học kỳ mà thầy lấy cái 200.000 thì nó cũng đâu có đắt đâu các em. Cũng gọi là khi đã kiến thức thì gọi là đắt là rẻ, mà gọi là cái công sức của thầy bỏ ra thì các em cũng như quý phụ huynh ủng hộ một xíu để mà coi như cái tiền để thầy uống nước thôi. Còn phần sách giáo khoa thầy quay cả toán và khoa học tự nhiên thì đã hoàn toàn miễn phí trên kênh rồi các em. Được chưa nào? Nguyên tắc của thầy là sách giáo khoa là phải hoàn toàn miễn phí và cực kỳ chi tiết ở trên đó. Được chưa? Tùy các em, mỗi người quan điểm khác nhau thôi. Mong các em luôn luôn ủng hộ thầy các em nha. Ta đi sang ở phần bài tập C 1, 2. Ta sẽ đi sang ở bài số 1. Những cái bài nào mà cần giảng chi tiết thầy sẽ giảng để em hiểu trước, sau đó trình bày nha. Bài số 1 này. Trong số từ 1.000 cho đến 1010. Không, như 1001 và 1010. Đang nghe nằm ở trong khoảng này. Mẫu A. Chia hết cho 3 thì chúng ta phải nhẩm nhẩm. Nghĩa các em phải tổng các chữ số, không? Như vậy chia hết cho 3 thì lấy ví dụ 1.000 này cộng lại thì bằng 1. Đúng không? 1.000 thì cộng lại bằng 1 thì chúng ta không được, chỉ có là một mấy? 1002. Tại vì tổng chữ số của nó là bằng mấy? Bằng 3. Số nói mấy nữa nè? 3 rồi 6. 6 thì chứng tỏ là 100 mấy? 1005. 9 thì 1008. Đúng chưa? Chứ 1010 này thì bằng 2 thì đâu chia cho 3? Chia hết cho 9. Em hiểu tại sao những số này chia hết chưa? Ví dụ tổng các chữ số ở đây là 1002 thì sẽ bằng mấy? Bằng 3. Đấy, đây là bằng 6 và đây là bằng 9 này, thì nó sẽ chia cho 3. Chia cho 9 thì nó chỉ có một số duy nhất, đó chính là 1008. Đó chính là 1008, tại vì tổng chữ số này là bằng 9 này. Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Thì đây, chia cho 3, trong số chia cho 3 thì có 3 số này, nhưng ở đây không chia cho 9 thì các em sẽ loại cái số chia cho 9 này ra. 1008 là nó sẽ chia cho 9 thì các em loại số này ra, thì các em sẽ lấy hai số này. Đó chính là 1002 với lại là 1005.
hiểu chưa? Vậy đó, ta sẽ đi sang bài số 2 nha, em rõ nè. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 2. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 2. Tìm chữ số tập hợp thay vào dấu sao. Dấu sao ở đây thì nó cũng là gì? Nằm ở cuối cùng. Nhưng mà chúng ta không sử dụng cái dấu hiệu chia cho 2 cho 5 là chữ số toàn cùng được, mà chúng ta sử dụng dấu hiệu là tổng. Thỏa mãn điều kiện chia cho 3 đúng không? Bây giờ ta có là tổng cái chữ số này cái đã. Thêm lấy 5 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng cho sao. Được chưa nào? Thì ở đây nó sẽ bằng là gì? 5 cộng 4 là bằng 9. 9 ở đây với 5 là 14 cộng cho sao. Câu A nè. Chia hết cho 3. Chia hết cho 3. Thì sao này? Chia hết cho 3 thì cái tổng chữ số này nó phải chia cho 3, mà tổng hàng này chia cho 3 thì chứng tỏ chúng ta phải chọn những cái số chữ số nào mà nó cộng với 14 này chia cho 3 đúng không nào? Thì 14 cộng cho sao nó chia hết cho 3, từ đây ta suy ra cái sao này có thể là nó gấp cái sách nó khó viết nha. Như vậy bây giờ chúng ta xem này, số 0 được không? Số 0 không được, tại vì 0 cộng 14 thì không chia cho 3, loại số 0 ra. Số 1 được không? Được. 2 không được. 3 không được. 4 được không? 4 được, tại vì 4 cộng cho 14 là bằng 18. 18 chia cho 3 bằng 6, chứng tỏ số 4 được. Chứng tỏ ở đây các em thấy là cách nhau bao nhiêu đơn vị? 3 đơn vị thì chứng tỏ cái số tiếp theo phải là số 7. Đúng không nào? Bây giờ B chia hết cho chia hết cho 9 đúng không? Chia cho 9 thì bây giờ chúng ta có là 14 cộng cho sao chia cho 9, thì khi đó chúng ta suy ra cái sao này có thể là chia cho 9 đúng không? Bây giờ số 4 thì có thể là một số 4 thôi, tại vì 14 cộng 4 là bằng 18. 18 mới chia hết cho 9, hiểu chưa nào? Câu C chắc chắn là chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 đúng không? Chia hết cho 3. Và không chia hết cho 9. Thì chứng tỏ cái sao này có thể là gì? Như vậy hồi nãy nếu mà chia hết cho 3 á, chia cho 3 thì cái sao này là 1, 4, 7. Đúng không nào? Thì khi đó nếu mà người ta lấy có số 4 này thì nó chia cho 9, nhưng ở đây không chia cho 9 thì chúng ta chỉ lấy là số 1 và số 7 thôi. Nhưng mà thì sao này chỉ có thể là số 1 hoặc là số 7. Đó. Em hiểu chưa? Cách trình bày của chúng ta là như vậy. Ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 9. Chúc em học tốt. Còn bài 3, 4 thầy sẽ quay và up ở trên cái phần khóa học online em nha. Bye bye các em.